Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Jagi, hàng loạt tỉnh miền Bắc mưa lớn, lũ dâng cao, nhiều nơi thuộc diện cảnh báo tím, nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở mức rất cao. Tại tỉnh Bắc Giang, từ sáng ngày 8 tháng 9, nước sông Lục Nam lên rất nhanh, nhiều nơi tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn bị ngập nặng. Nước lũ tại tỉnh Lạng Sơn và huyện Sơn Động đổ về gây ngập lụt và chia cắt nhiều xã như Phong Vân, Tân Hoa, Biển Động, Đèo Ra, Tân Lập, Lục Ngạn. Dự báo mực nước lũ trên sông Lục Nam sẽ tiếp tục lên rất nhanh, cao hơn đỉnh lũ năm 2008, 15,75 m Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Sơn Động đang giúp đỡ người dân thị trấn An Châu di chuyển khỏi vùng ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Sơn Động có hơn 300 hộ dân bị ngập nước, nhiều nhà phải rời đi ở nơi khác để đảm bảo an toàn. Yên Bái không phải là địa phương bão cho ghi đổ bộ trực tiếp, nhưng từ đêm ngày 6 tháng 9, mưa lớn đã trút xuống địa bàn huyện Trạm Tấu gây ngập nhà dân, thiệt hại đến các công trình công cộng và diện tích nông nghiệp. Ông Tràng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu thông tin, tính đến sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn xã có khoảng gần 200 hộ bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó thôn Mảnh Tào nhiều nhà bị ngập tới nóc. Nước sông Hồng dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái chìm trong biển nước từ chiều ngày 8 tháng 9. Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường Hồng Hà, mực nước sông Hồng tại Yên Bái ghi nhận lúc 22 giờ ngày hôm qua là 33,16m, trên báo động 3 là 1,16m. Còn tại Thái Nguyên, từ tối ngày 8 tháng 9, mực nước ở sông Cầu dâng cao rất nhanh. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm Thủy văn ra bấy lúc 0 giờ ngày 9 tháng 9 là 2.756cm, cao hơn báo động 3 là 56cm người dân sinh sống hai bên bờ sông cầu cho biết kể từ sau trận lũ lụt lịch sử vào năm 2001 đến nay, chưa bao giờ mực nước sông cầu dâng cao như hiện tại. Nước sông cầu dâng cao gây ngập úng trên diện rộng tại thành phố Thái Nguyên. Ngay trong đêm, thành phố Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng dân quân, người dân địa phương ra cố đê sông cầu. Lực lượng chức năng đã di rời cơ bản các hộ trong khu vực nguy hiểm, ngập úng cô lập. Tại Lào Cai, khoảng từ 23 giờ ngày 8 tháng 9, mực nước lũ trên sông Hồng lên rất nhanh. Hiện tại thời tiết nhiều nơi đang có mưa to, nước lũ trên các sông suối ở địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục dâng cao. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ sau bão khiến 21 người thiệt mạng. Cụ thể Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 5 người, trong đó có một chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513, quân khu 3, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4, Yên Bái 1 và Lạng Sơn 1 người. Cơ quan chức năng ghi nhận 3 người mất tích và 229 người bị thương. Tính đến 7 giờ ngày 9 tháng 9, thành phố Thái Nguyên có 17 xã phường nằm ven sông cầu bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập. Các xã phường bị ngập sâu bao gồm Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Long, Phúc Hà, Quan Triều, Chùa Hang, Cam Giá, Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Gia Sàng, Hương Sơn, Hoàng Văn Thụ. Lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương hỗ trợ di rời gần 1.200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Về tài sản, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời 29.000 con gà, 150 con lợn trên địa bàn các xã Đồng Liên, Sơn Cẩm, phường Cam Giá. Hiện tại các địa phương vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Tại Bắc Giang, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đến chiều ngày 8 tháng 9, nhiều xã thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Tại Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to, lượng mưa đo được cụ thể tại các trạm như sau. Thất Khê 85mm, Hữu Lũng 81mm, Lạng Sơn 216mm, Mẫu Sơn 273mm, Đình Lập 164mm, Bắc Sơn 244mm, mực nước tại sông Kỳ Cùng 254,4mm trên mức báo động 2. Nước sông dâng lên nhanh, nhiều địa phương đã ngập chìm trong biển nước, người dân ở khu vực ngập úng đang nỗ lực di rời tài sản và di chuyển đến nơi an toàn. Tại Yên Bái đến sáng nay, Yên Bái tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Lũ trên các sông lên cao mức báo động khẩn cấp đã gây ngập lụt sâu diện rộng, người dân phải chạy lụt trong đêm. Tại Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to cho đến ngày 11 tháng 9, có nơi mưa trên 200 mm. Nguy cơ ngập lụt sẽ tiếp diễn cùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn trong hai ngày vừa qua đã khiến nước từ thượng nguồn đổ dồn về làm cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập cục bộ, người và phương tiện không thể di rời. Do đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm người và phương tiện đi qua như cầu Bến Tượng, cầu Gia Bảy và nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện trong tỉnh. Tại Lào Cai, từ chiều ngày 7 tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa liên tục. Mưa lớn khiến cho nhiều nơi bị ảnh hưởng, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt. Hiện mưa vẫn đang rất nặng hạt. Mực nước trên các sông suối đều đã trên mức báo động. Cụ thể mực nước trên các sông suối đang dâng rất cao, nguy cơ gây ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt sạt lở đất, gây mất an toàn cho người dân. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đề nghị người dân hạn chế tham gia giao thông khi không cần thiết, người dân tuyệt đối không qua lại các nơi xảy ra ngập lụt, không vớt củi, đánh bắt cá, tránh xa các sông suối. Cơ quan khí tượng dự báo mưa to vẫn chưa có dấu hiệu giảm ở các tỉnh Bắc Bộ, mưa kéo dài liên tục gây ra lũ, ngập lụt sạt lở ở khắp nơi. Sáng nay Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua đến sáng nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Hôm nay và ngày mai mưa to vẫn còn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự báo phía Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm ngày và đêm mai mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 150 mm. Còn tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày và đêm nay, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 150 mm. Đồng bằng ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Ngày và đêm mai, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa với lượng từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Theo các chuyên gia khí tượng, lượng mưa này của Bắc Bộ gần bằng cả tháng mưa ở Nam Bộ. Hiện nay các địa phương sau có nguy cơ sạt lở cao, người dân cần hết sức chú ý. Tại Lai Châu, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Xìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Tại Điện Biên, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Áng, Mường Trải, mường nhé nậm pồ tủa chùa tuần giáo thành phố điện biên phủ thị xã mường lây tại sơn la bắc yên mai sơn mộc châu sơn la phù yên quỳnh nhai sông mã xúc Cục, thuận châu vân hồ yên châu thành phố sơn la tại hòa bình cao phong đà bắc lạc sơn mai châu tân lạc tại lào cai bắc hà bảo thắng bảo yên bát sát mường khương simacai văn bàn thành phố lào cai thị xã sapa Yên Bái, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Trấn, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ. Tại Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quảng Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, thành phố Hà Giang. Tại Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang. Tại Phú Thọ, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập. Tại Bắc Cạn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Bắc Nẵm, thành phố Bắc Cạn. Tại Thái Nguyên, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên. Tại Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố Cao Bằng, Trùng Khánh. Tại Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Gia Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, tại quảng ninh bình liêu tiên yên thành phố uông bí thị xã đông triều tại bắc giang lục giang lục nam lục ngạn tân yên yên dũng yên thế thị xã việt yên tại thanh hóa mường lát quan hóa quan sơn ngoài ra lũ trên các sông ở bắc bộ cũng đang lên rất nhanh